Xà Lách, Hạ Long, Hà Nội, Ninh Bình là những điểm đến được tỷ phú Ấn Độ lựa chọn cho chuyến nghỉ xả hơi dành cho khoảng 4.500 nhân viên của mình. Em mình làm khách sạn ở Hạ Long, nó bảo được tiếp khách Ấn, nhiệt tình như con chăm sóc cho bố mẹ đến khi nó tip cho tiền Ấn, quy đổi ra tiền Việt chắc được khoảng 17k. Em làm lễ tân đây bác, chiều khách như chiều bố xong rồi lúc về giấm dúi đưa em 5k, kiểu bí mật chỉ sợ đứa khác nhìn thấy nó lại tị nạnh đấy. Vậy là nhiều đó, trong năm còn được các đấng tiếp hẳn 1.000 Việt Nam đồng nè. Nhân viên khách sạn, nhân viên FNB ngồi trong góc niệm Phật. Xin vĩnh biệt cụ. Hình ảnh các nhân viên Ấn Độ đến Việt Nam nghỉ xả hơi. Hả? Hình ảnh các nhân viên qua tới Việt Nam. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Về Ninh Bình mình sẽ làm món bánh mì kẹp nách chứ danh ải chỉa để quý khách không cảm thấy xa lạ về ẩm thực. Dẹp hết chén bát muỗng nĩa đi, họ ăn bằng tay. Chúc mừng khách sạn resort nào được book phòng. Các chị em phụ nữ nên ở nhà những ngày đấy nhé, khi nào họ về nước thì ra đường. What the hell? Đi du lịch gặp khách Ấn ngán luôn, thấy gái xinh là nó xin chụp bằng được. Kiểu gì? Đây là kiếp nạn mà sư phụ phải vượt qua, tấm bằng không nói lên con người sư phụ, tuy bằng là giả nhưng tấm lòng thầy dành cho chúng con luôn là thật. Chúng con sẽ luôn là hậu phương vững chắc để bảo vệ sư phụ bởi những kẻ xấu ngoài kia, mong cho sư phụ sớm vượt qua kiếp nạn để về chỉ dạy chúng con, lỗi lòng của Phật tử. What the hell? Ở một diễn biến khác, dừng lại 2 giây, tôi muốn xem tượng đằng sau, sao giống ông chủ chùa vậy? Cảm ơn bạn, thầy tu chân chính nên mặt càng ngày càng giống Phật đó ạ. Người ta thường dùng từ tẩy não để nói về những trường hợp thế này, nhưng thật ra thì dùng như thế là sai vì họ đâu có não đâu mà tẩy. Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ để khẳng định ông Thích Chân Quang dùng bằng cấp 3 giả. Ai chê trách thầy chứ riêng tôi chân quý thầy, xóm tôi trước hay chửi nhau lắm, từ khi biết thầy, mọi người không còn chửi nhau nữa, họ chuyển sang chửi thầy rồi. Một người thầy đáng kính, kính thưa hội đồng xét xử. Quả này thì sắp mặt khầy, hang cua trụi cỏ, cái chày lòi ra, học chưa xong nổi cấp 3, giờ thành tiến sĩ, đúng là siêu nhiên. Đại đức Thích Chân Quang là một vị chân tu, Nam Mô Bồ Tát Thích Chân Quang, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Đùng là một bậc chân tu vĩ đại, thầy đã lấy bản thân mình ra để chứng minh cho mọi người biết nhân quả là có thật. Oh my God! Cúng nhà cúng đất cho ông sang tên luôn cho ông đi, con cháu ở lều ở vô gia cư lấy gì để giàu nhỉ? Đừng có tâm đạo đó, cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó ở bình thường thôi, cúng hết thùng đất. Rồi sau này sẽ coi con cháu mình nó giàu. Lấy tiền mình giá thấp mà nhét vô tượng Phật thì năm đó sẽ gặp xui. Lấy tiền mình giá cao đưa tận tay thầy trụ trì, năm đó sẽ gặp hên. Mấy đời này có nhiều người bị lỡ miệng, ung thư miệng cũng chỉ bởi vì sao? Đời trước thích câu cá. Mình ngồi lưới, cái người mà câu cá coi nó an nhàn, coi thanh tao nha, coi nó lãng mạn, thi nhân nghệ sĩ, nhưng mà sự thật đó là những người lừa đảo. Bây giờ mà ai đứng lên tuyên bố thưa thầy, con cho thầy 10 tỷ, thầy xỉu liền. Xỉu liền không phải là vì thầy mừng mà sao? Gánh nặng đè lên vai chịu nổi. 10 tỷ mà phải xài từng đồng cho đừng sai đồng nào hết, thì chịu nổi thì xỉu liền. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thầy nói về nhân quả thế mà thầy không đoán được kết quả thành ra thế này. Ổng học cấp 3 kiếp trước á? À đâu. Nhưng tâm thầy nó thật, em Trinh chia sẻ.
thầy là tấm gương vượt khó thầy ở trong Nam nhưng toàn học mấy trường ngoài Bắc, thật là thử thách với người hiếu học. Nhục nhã cho một trường đại học, các thầy cô lại quỳ lạy với một thằng không bằng cấp và tôn vinh đưa quang lên một tầm cao. Em chào thầy Thích Ca Mani. Ăn mặn đái khai, học cấp 2 khai tiến sĩ. Pháp danh cũ, Thích Chân Quang, pháp danh mới, Quang Thất Học. Kiếp này thuyết giáo hàm hồ, kiếp sau sẽ được làm cái mơ pro trong quán hát karaoke. Wow. Trung Quốc trộm 4.000 thi thể người để mang về lấy xương làm răng đem đi bán. Nani? Bảo sao mới làm bộ răng mà ai cũng nói nhìn mình cười thấy lạnh sống lưng. Tôi hy vọng rằng chiếc răng cấy implant của tôi làm từ nhựa hoặc răng của chó cũng được, chứ sợ các bác Trung Quốc quá. Nhân dân tệ. Rồi gắn dô có tâm linh tương thông không? Làm bộ răng, đêm nào cũng mơ thấy người về đòi xương, trả xương tao đây chắc cãi tay đôi với người ta quá. Tú anh, tôi lấy xương mấy người hồi nào mà trả. Ma thì răng của bà là từ xương tụi tôi đó bà nại. Tú anh, tào lao quá ông nại ơi, bộ răng tôi ra ngoài nha khoa mần hết mấy chục triệu, ở đâu ra mà từ xương của ông, thôi dẹp dẹp đi, tránh ra cho tôi ngủ, kia ôi, đêm hôm kia gỗ y ngủ cũng không yên. Xem lại lễ vinh quy bái tổ lúc thầy nhận bằng tiến sĩ mà ngại dùm, bằng biết làm gì, cứ phải oai cái đã. Sau khi mọi việc vỡ lở, thầy phải đi mãi võ kiếm ăn qua ngày. Có nghe chưa? Ngưỡng mộ cái thằng ba trợn, ví dụ thấy một cái tay đeo đồng hồ Rolex, cầm cái bằng tiến sĩ rêu rao khắp nơi, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, đúng là tào lao ba trợn, mà không biết tay đó có phải tiến sĩ thiệt không, nó học cái gì, nói gì, nó học bao nhiêu tín chỉ, tốt nghiệp phổ thông chưa, biết cái bằng tú tài màu gì không, lời Phật dạy trì được bao nhiêu giới, sửa được giới gì rồi, chỉ thấy tay đeo Rolex, cầm cái bằng tiến sĩ đi rêu rao cái là đây là bậc thánh cuộc đời của tôi, đó cũng là ba trợn, cũng là tà tư duy. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.